từ buổi tăng lượng xuống đến nam, buổi tăng lượng đến nam, hầu ngọt để theo ăn quả, chỉ quả, để quả. Thì ba cần không, không mở phổi. Vậy thì tái tái có tận không? Tái có thể tận cả tái được. Vì tình lý tái buồn hồng không có được nhau. Khi chúng ta thẳng hô hấp thì bác cũng không có nhớ được sợ thẳng tái. Vì sao? Trẻ đang nhỏ, đang rất là dễ bị khó thở. Đang nhỏ hơn dễ bị khó thở. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng vị trí. Trước tiên là ở mũi, thì chúng ta sẽ có tạo lòng ở mũi chúng con rất là nhỏ này. Khả năng sát trùng tại chỗ ở đó ở những mặt mũi yếu. Nên là nó rất là dễ bị viêm, khô nề, xúc tiết. Đưa đến nghẹt mũi, tắc mũi, làm đứa trẻ khó thở, khó hú. Khi đứa trẻ mà nó bị nghẹt mũi á, thì nó khó mà ngầm cái nấm mũi, tức là khi nó ngầm nấm mũi. Thì nó càng nên khó, nó buộc phải hạ miệng, nó thở để trẻ nó bị nhạc mũi, nên là nó cũng giảm mũi. Nhưng mà chúng ta cần phân biệt là khi để trẻ nó bị tắc mũi, là nó có khó thở thực sự hay là không. Tức là phân biệt về trường hợp mà để trẻ nó có bệnh lý thực thể ở tại phổi. Thì chúng ta thấy là để trẻ nó sẽ nó thở, nó bị khó chịu, khó chịu. Nó cũng cảm giác thế. Nó nghe mũi nó cũng cảm giác quấy khóc, giảm cú. Và mình nhịp thở thì nó cũng không có ổn định. Nhưng mà cái khó là cái em phải phân biệt là cái việc nó thở như vậy này thì nó chỉ do ở tại mũi thôi hay là nó có kèm hay bình lý thực thể ở tại phổi. Cái này chúng ta phải thăm khám kỹ càng. Nói đến mũi thì chúng ta cũng phải để ý đến hệ thống xoang ở mũi. Cái hệ thống xoang ở mũi được hình thành từ khi nào? Gồm những cái xoang gì? Sớm nhất đó là xoang sàng được hình thành ngay từ sau sinh. Khi đứa trẻ được 4 đến 5 tuổi thì xoang hàm nó phát triển không tương với mũi. Khi đứa trẻ 8 đến 10 tuổi thì xoang cá và xoang cổ lông nó mới phát triển. Thì đây là hình ảnh sẽ giúp cho chúng ta dễ hình dung hơn vì những các cái xoang mũi. Em thấy như vậy là ở mặt phẳng phía trước thì chúng ta thấy được xoang sàng, xoang hàm, xoang sàng. À, xoang chả, xoang sang, xoang hàm. Như vậy, xoang đường thì chúng ta chỉ thể được đối với mặt phẳng thắt chặt và nhìn nghiêng chúng ta có thể thấy được xoang đường. Chúng ta di chuyển xuống để tiếp theo ở đâu đó của đứa trẻ đó là ở hồng hầu. Khi nói đến hồng hầu thì nói đến một cái tổ chức chi nó rất là phong phú ở đây. Thì ở đây chúng ta thường hay nghe nói đến bệnh lý về VA, bệnh lý về amidan. VA khi nó phát triển của đứa trẻ chỉ đến 1 tuổi. Từ 1 tuổi trở đi, VA nó bắt đầu nó yếu dần dần. Thế thì vị trí VA ở đâu? Như vậy là VA nó đang ở đâu? Lỗ mũi sau. Vậy thì khi trẻ nó bị viêm VA cấp, nó thường có biểu hiện gì? Khó thở, khó thở.
cho người trẻ được sống rất là cao, trẻ được nướng mà người nhà mô tả trẻ buồn được sáng đặc, sống có thể lên đến 40 độ. Đứa trẻ nó bị tắc cái lỗ mũi sau, nó khó thở, nó phải hạ miệng để nó thở. Nếu cái quá trình khó thở này á, nó cứ kéo ra, tức là nó bị viêm gan A mãn tính ấy, nghĩa là nó có một quá trình nó thiếu khí kéo dài thì sẽ gây ra sự yếu dạng phát triển của sinh mạch và siêu lồng ngực. Yếu dạng phát triển của sinh mạch chúng ta gọi là bộ mạch VA, và cũng yếu dạng phát triển của siêu lồng ngực nếu cái quá trình thiếu khí này nó bị kéo dài. Thế là không biểu hiện gì nữa. Cái này là vị trí VA như vậy nó rất cân với lỗ quanh tai. Vì thế đứa trẻ đá phần nó thường rất là dễ kèm theo là biến bên dưới. Thì chúng ta phải thấm thảo rất kỹ ra. Mình đã nói là bệnh lý tá mũi họng là thông thương nha. Thông thương nha. Nó rất dễ thông thương nha. Đứa trẻ nó sẽ có thêm cái biểu hiện là bu tai này. Nghe kém, lạc đạc, học ăn mất tập trung. Nghe kém. Vậy thì chỉ định nào với á sẽ được đặt ra khi đứa trẻ nó có nhiều đợt cấp và cứ tái đi tái lại ảnh hưởng đến sinh hoạt của đứa trẻ. Và chỉ định nào với á như nào được khi viêm VA mà xuống đến tiếp theo là ở phong thanh khí phế quản. Chúng ta chiều vào cái mốc giải phẫu nào thì chúng ta phân chia ra là đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới. Thanh quản. Đúng rồi, đó là năm thanh quản. Thế thì từ năm thanh quản, tức là ví dụ bệnh lý là viêm năm thanh quản cấp ấy, thì là thuộc bệnh lý của đường hô hấp trên hay đường hô hấp dưới. Vậy chúng ta phải chỉnh xác lại cái khái niệm đường hô hấp trên như vậy là trên năm thanh quản, còn từ năm thanh quản nó trở xuống là của đường hô hấp dưới. Và chúng ta sẽ có cái bài có thể bệnh lý của đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới nó khác nhau như thế nào. Có cái bài các bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp có thể nó sẽ thấy bệnh lý của đường hô hấp trên và bệnh lý của đường hô hấp dưới. Thì ở vùng thanh khí phế quản nó cũng tồn tại rất là nhiều cái nhược điểm, nhiều cái hạn chế. Càng nhỏ thì bộ ngoại hô hấp của đứa trẻ nó càng nhiều hạn chế. Nó giải thích vì sao mà càng nhỏ đứa trẻ nó càng dễ bị khó thở hơn so với đứa trẻ lớn. Hạn chế đó là gì? Ở cái vùng thanh khí phế quản này thì cái lòng ống của các con là hẹp, rồi tổ chức đàn hồi thì nó kém phát triển, vòng xuống bên dễ biến dạng, còn nhiều hạn chế. Ví dụ như bệnh lý men xuống thanh quản bẩm sinh, bệnh lý này bạn nghe đã đến chưa? Thường các trẻ đã đến với cái biểu hiện là nó tồn tại cái tiếng thở rình liên tục và nó cũng khó thở vào. Bệnh này thường gặp ở đứa trẻ là trong độ tuổi nhủ nhi. Nhủ nhi là mấy tuổi? Đúng rồi, dưới 2 tuổi, độ tuổi trong con bú mẹ.
Thì thông thường á, những cái bệnh lý mà về gì tập đường thở nói chung là chúng ta thấy là đều khó chẩn đoán cả. Vì sao? Vì đòi hỏi là chúng ta phải sử dụng phương pháp xâm nhập, phải nồi soi phế quản. Hầu hết ta phải sử dụng phương pháp xâm nhập đường thở thì chúng ta mới phát hiện được gì tập đường thở, gì tập bọc sử dụng đường thở. Nên nó khó chẩn đoán, nó khó chẩn đoán. Về cái bệnh lý này á, thường á, người ta nghĩ đến sau khi người ta cũng phải điều trị thử cái bệnh lý khác rồi đã. Tức là thường rất là dễ nhầm với những cái bệnh lý có viêm thanh quản khác. Cái bệnh lý viêm thanh quản mà thường người ta nghĩ đến trước tiên đó là viêm thanh phế quản cấp. Khi nếu đúng bệnh lý đó thì điều trị chỉ cần 2-3 ngày là được trẻ ra đời. Nhưng mà đối với những cái trẻ hiện nay á, thì nó từ sau điều trị nó vẫn cứ còn tồn tại tiến thở bình liên tục và khó thở vào. Thế bên như thế nào này, cái như thế nào? Một bên là trụ thanh quản nó bình thường, một bên là bên trụ thanh quản bẩm sinh là cái nắp thanh quản nó bị gập xuống, nó cản trở cái đường khí vào. Khi mà đứa trẻ nó có tổn thương ở thanh quản thì đặc trưng biểu hiện đặc trưng ở đây đúng là khang tiếng và thở đi. Để biết khi các em bị viêm thanh quản thì các em sẽ có đi khang tiếng, tổn thương đặc trưng ở thanh quản là khang tiếng và thở đi. Chúng ta lưu ý nhé, sau đây đi lâm sàng thì đứa trẻ nó có những biểu hiện như vậy thì chúng ta biết là nó có tổn thương ở thanh quản. Đối với bệnh lý này không có điều trị đặc hiệu, không có phương pháp nào điều trị đặc hiệu cả, mà chỉ có hỗ trợ cho đứa trẻ. Trong lúc nào chúng ta sẽ dựa vào đặc hiệu giải phẫu và cái vùng thanh nhiệt để quản để giải đứa trẻ nó dễ nhiều hơn khi chúng ta đặt đứa trẻ nó nằm sấp hơn để cho đứa trẻ nó nằm nhiều. Thì cái em cứ vận dụng trong những giải phẫu ở đó để